máy xả lúa, máy xả lúa cho anh em tham khảo ha. Con này 25 lít này, máy lớn nha anh em, 25 lít thì anh em biết rồi. Thì nó phải là cái lọc nó đạt khoảng 50 ly. Anh em thấy rõ không? Đi quay một vòng cho anh em tham khảo để họ có khởi động. Máy rất cái chứ. À, anh em nói chung là mình không có nói cái chuyện mà ở đây tự anh em nhìn anh em xem nó đẹp hay xấu thì anh em thấy, còn cái chất lượng mình đảm bảo anh em là chất lượng nó còn rất là ngon. Còn ngoại hình đó thì anh em thấy đó, đó. Thấy rõ ha, tay chân rồi nè, đi nóc nó còn sáng luôn, máy rất là mạnh nha, mình có thử rồi, nói chung thử rồi mới quay. Rồi mình sẽ tháo cái thùng ra để cái camera cho nó vững, rồi tháo cho anh em tháo thùng cái miệng xả lúa nó như thế nào. Nhiều khi mình mua nó nhầm con máy thì nó không hay. Ở phía sau ha, chốt phía sau á thì này, phía sau muốn tháo thùng thì phải có, nó có cái đỡ phía sau, anh em cứ bật hai bên đây, hai bên đây thì sẽ rút cái thùng ra, anh em thấy không? Mình thấy rõ không? Em lại gần. Đó, cái thùng mình ơi. Nè, nó mở miệng nó như thế này nè, đóng mở như vậy đây, nó làm cái xả lúa được. Thì anh em nếu mà có xả máy con máy đó thì anh em biết rồi đó. Đó, chỉ vậy thôi. Còn có phần miệng đó đây, cái keo nó còn dính đây, tháo được. Đó, em thấy không? Nó rất là rộng. Thì cũng như mấy con khác thôi. Này mình quay từng con một cho anh em, nói con này không biết nó có giống con khác không, nó y như nhau chứ không khác gì hết. Rồi mình sẽ lắp cái thùng lại. Mình vừa làm vừa nói ha, anh em cũng 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 lưu ý chỗ này. Cái thùng này nó rất là dày nha anh em, khỏi an tâm, khỏi lo cái phần đó. Còn máy móc mà xài mà ví dụ có vấn đề gì thì cứ alo cho mình, hoặc là có cần linh kiện gì đó thì cứ cho mình hay, mình sẽ hỗ trợ anh em cái phần đó, để không có cần phải lo cái không lo phụ tùng linh kiện gì hết. Mình bên mình là cửa hàng, nói chung là làm ăn rõ ràng, đâu đó nó chính xác đàng hoàng. Còn anh em mà nào mà chuyển khoản thì mình sẽ tính cái giá theo chuyển khoản, có nghĩa là nếu mà chuyển khoản thì nó đỡ cái phần thu phí thôi đó, cái phần mà cho nhân viên bưu điện á, người ta sẽ tính phí mình thì mình sẽ giảm cái phần đó, thì tùy theo máy thôi, mình giảm ít giảm nhiều đó, giảm ít giảm nhiều thôi. Chứ còn cái đó thì anh em phải gọi rồi nói ở đâu. Nó còn em muốn nhận máy đưa tiền á, em nào kỹ tính á, nhận máy đưa tiền á thì cũng được, nhưng mà cái mình mất cái phần đó thôi chứ không có gì. Nhưng mà nó cũng nói chung là thì tùy ý anh em tính, cái cách nào cũng được. Mình làm ăn đâu đó rõ ràng đàng hoàng thì mình không sợ cái lý do gì hết, không biết có lý do gì mà phải sợ cái gì hết. Nói chung là cái gì nó cũng không có gọi, nó không có qua cái sự thật hết, cho nên anh em cứ cứ an tâm cái phần đó. Mình làm ăn là mình thích rõ ràng, còn mấy anh mà không rõ ràng á, mấy anh mà cà khơi ấy nha, đừng có điện với mình đó, mình nói thật, đừng có điện.
tự nhiên hỏi máy mình bận làm công việc đồ nó nhiều chứ không phải rảnh rỗi mà để nói xàm. Hỏi vòng vòng hỏi cho đã, tôi chưa có tiền. Chưa có tiền thì chừng nào có tiền ta hỏi, là mất thời gian cho nhau hết đó. Khùng điên gì đâu mà nói thẳng cái câu đó, nói theo kiểu mà nông dân đó, gì đâu mà xàm xàm nó ngộ. Thôi bây giờ mình cũng rất là muốn nói lịch sự nhưng mà nói theo kiểu truyền thống đó, cho những anh em đó biết, cho những anh em đó có nghe thì anh em đó hiểu. Nói mình lớn rồi cái gì cũng phải ra đó, người ta công việc người ta đâu phải, người ta canh cái máy mà để mình nói xàm. Thì cho nên mình cũng nghĩ là ít nhất anh em biết cầm điện thoại bấm thì chắc anh em cũng biết chữ nghĩa, nó cũng biết chữ nghĩa, không có nhiều thì ít, cũng là cũng 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 có cái tri thức ít nhiều ở trên xã hội rồi, chứ không phải là không biết gì. Không biết gì sao biết bấm gọi biết đấy, nhưng mà mình phải để mình biết, mà mình có văn hóa, mình biết chữ mà mình không có văn hóa này kia thì coi nó kỳ lắm. Thôi bây giờ vậy nè anh em, nào nói tóm lại có chốt con máy thì chốt chính xác gọi ngay cho mình sẽ báo giá con máy này. Giờ mình sẽ khởi động máy cho anh em, không làm mất thời gian. Máy này thì rất mạnh rồi đó, nói chung là máy này xả lúa thì rất ngon. Bơm xăng ha, nay bơm xăng là dở e lên. Đó, mình giật cho chạy, mình đóng e xuống bình thường như mấy máy kia ga là nó rất mạnh, để mình lên ga mình buông luôn nha, cho coi nó quay, nó thì nó hay quay đó. Chạy rồi thì khỏi bơm xăng, cứ vậy là giật nó chạy thôi. Rồi anh em nào có chốt thì chốt rõ ràng cho chính xác dùm ha, mình sẽ giữ máy rồi lại. Còn tính toán thì cứ xem cái clip cho tới lui đi, rồi tính toán nào có quyết định mua thì mình sẽ báo giá hợp lý cho anh em đó tới nơi. Rồi chào tạm biệt anh em, chúc anh em luôn vui vẻ.